Bắc Giang 2020 quy tụ toàn quái vật, nhưng SPOTLIGT dồn sạch vào đôi tình nhân, Hyun Bin Son Yerin. Bắc Giang là lễ trao giải thường niên được ví như quả cầu vàng của Hàn Quốc nhằm vinh danh những cái tên xuất sắc nhất mỗi năm trong hai địa hạt điện ảnh và truyền hình. Sự kiện này không chỉ là nơi vinh danh phim ảnh mà còn là cơ hội để khán giả mãn nhãn với cuộc đổ bộ của binh đoàn sao hùng hậu bậc nhất Hàn Quốc. Cùng điểm qua những điểm đáng mong chờ ở Bắc Giang năm nay, một trong những năm được đánh giá là kịch tính nhất trong lịch sử phim ảnh xứ Hàn. When Karma Leap Blooms khi cây trà trổ hoa là phim dẫn đầu số lượng đề cử mảng truyền hình với 9 đề cử, theo sát sau là Crash Landing on You, Hạ cánh nơi anh và Itaewon Class, tầng lớp Itaewon với lần lượt 8 và 7 đề cử. Mảng truyền hình của Bắc Giang năm nay được ví như một chảo lửa, đích thực có thể sánh ngang với năm của Hậu Duệ Mặt Trời và Goblin. Các tác phẩm tranh giải đều có thành tích tốt, độ phổ biến tại Hàn cao, đề tài độc đáo cũng như chất lượng diễn xuất không thể phủ nhận. Những chương trình truyền hình có nhiều hơn một đề cử tại Bắc Giang năm nay. Dàn phim dự Bắc Giang năm nay quả thật toàn những tác phẩm chất lượng. Dù hạng mục nam cũng rất khó chọn, danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất mảng truyền hình tin rằng là điều khiến đông đảo khán giả băn khoăn nhất trước giờ Bắc Giang khai mạc. Cả năm cái tên đều là nhân vật trung tâm trong bộ phim đậm tính nữ quyền, đều diễn xuất thuyết phục và được công nhận. Ngoại trừ Aju khá lép vế, ai được xứng tên, trong bốn nữ diễn viên kỳ cựu còn lại thật sự khiến người ta phải đau đầu. Nhìn chung, hạng mục truyền hình có hai mối băn khoăn lớn nhất, liệu Crash Landing on You có thể thắng đậm đến mức nào, và giải nữ chính xuất sắc sẽ về tay ai? Crash Landing on You đình đám sẽ mang về bao nhiêu giải thưởng? Bà cả Kim Hee-ae có thể thuận lợi giành Dae Sang hay chăng? Parasite ký sinh trùng đã làm rạng danh điện ảnh Hàn Quốc trên đấu trường quốc tế trong nhiều tháng qua, trước khi chính thức trở lại tranh giải tại quê nhà. Không khó để thấy trước những giải quan trọng như phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc và biên kịch xuất sắc đều sẽ tiếp tục về tay chiến mã này. Tuy nhiên Parasite lại ít nổi bật ở hạng mục diễn xuất cá nhân chứ nữ phụ Lee Jung-eun. Liệu phim có mang về danh hiệu cá nhân nào cho các diễn viên, và đề sang điện ảnh sẽ được trao cho tác phẩm, hay riêng đạo diễn Bong Joon-ho là những thắc mắc của khán giả trước giờ gờ. Parasite đã có một năm huy hoàng, mở ra kỷ nguyên mới cho điện ảnh Hàn trên trường quốc tế. Liệu phim có càn quét Bắc Giang trên chính sân nhà mình? Bắc Giang năm nay hội tụ đủ các yếu tố, đề cử khủng, diễn viên khủng, người trao giải khủng và MC khủng. Dàn diễn viên được đề cử gồm toàn những cái tên hàng đầu như Kim Hee-ae, Hyun Bin, Son Ye-jin, Kim Hee-so, So Ji-ho-on, Gong Hyo-jin, Nam Gong Min cùng dàn trẻ thực lực yêu Park Seo-jun, Kang Han-eun, Han So-hee, Kim Ja-mi, Won Na-ra, An Bo Hyun và hẳn nhiên không thể kể đến dàn sao Parasite toàn là những diễn viên có truyền thống, khiến thảm đỏ bùng nổ vì nhan sắc và thần thái ngút trời. Không ít người cảm thấy vừa ngộp, vừa phấn khích vô cùng khi tưởng tượng đến viễn cảnh các anh đại, chị đại trên lần lượt sải bước đầy thần thái trên thảm đỏ. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy ngộp thở vì các anh đại, chị đại. Việc khán giả cần làm lúc này là chuẩn bị tinh thần đón một đại hội nhan sắc đỉnh cao. Ngoài dàn diễn viên được đề cử, những cái tên kỳ cựu đã từng đạt giải năm trước như Kim Hee-ja, Jung Woo-sung, Lee Byung-hun, Jam Jung-a, Han Ji-min sẽ trở lại để trao giải cho người chiến thắng năm nay. Chưa kể, sự xuất hiện của dàn sao trẻ với giá trị nhan sắc cao ngất trong vai trò người công bố giải thưởng như Kim So-hyun, Kim Jo-jung, Jang Ki-jong, Seo Hyun sẽ càng khiến không khí thêm nhộn nhịp. Bộ ba Park Bo Gum, Suzy và Shin Jong Jap sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí MC dẫn dắt chương trình. Thật tò mò liệu tình đầu quốc dân và Park Bo Gum sẽ có màn tương tác thế nào trên thảm đỏ hay lại tái hiện tình huống mặt nặng mày nhẹ như Bắc Giang 2018 khiến ai nấy khóc thét. Dàn sao quyền lực trở lại trao giải cho người chiến thắng kế nhiệm. Dàn sao trẻ toàn nam nữ thần nhan sắc nổi bật hứa hẹn giúp không khí thêm nhộn nhịp. Bộ ba MC trở lại. Park Bo Gum án năm nay nhớ tươi lên nhé. Nói không ngoa, là như thể một nửa quyền lực của làng giải trí Hàn Quốc sẽ tụ họp tại Bắc Giang. Lễ trao giải luôn là cơ hội tốt của những khán giả thích săn khoảnh khắc tương tác giữa các diễn viên. Năm nay để hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh, nên Bắc Giang sẽ được tổ chức không khán giả. Tuy nhiên điều đó sẽ chẳng ngăn cản hàng nghìn đôi mắt dán vào từng cử chỉ nhỏ nhất của bộ đôi tài sắc Hyun Bin và Son Ye-jin cặp bạn thân 5 lần 7 lượt phủ nhận hẹn hò. Nhưng vì phản ứng quá đỉnh cao nên người hâm mộ cứ ghép đôi bất chấp. Với việc cùng chiến thắng hạng mục diễn viên được yêu thích nhất, việc hai người cùng bước lên sân khấu chắc chắn là chuyện sẽ xảy ra. Các shipper đã chuẩn bị để được phát đường chưa? Ngoài cặp đôi Crash Landing on You, Park Seo-jun, Kim Ja-mi, Kang Han-eun, Gong Hyo-jin, Kim Hee-so, Jo Ji-ho-on tin rằng cũng sẽ là những cặp đôi lọt vào tầm ngắm của người xem bởi phản ứng hóa học rất tốt trên phim.
Tương tác của hai người chuẩn bị có phim lên sóng Kim So Hyun, Seo Ye-ri, những khoảnh khắc của dàn sao Parasite và Itaewon Class, những tình huống hài hước có thể phát sinh khi trao giải với những nhân vật đầy muối, cũng hứa hẹn thêm gia vị cho một buổi tối Bắc Giang bùng nổ. Ngoài cặp đôi Crash Landing on You, cũng còn kha khá đôi cho các khán giả chớp moment. Khi các dàn diễn viên xịn tụ họp, sợ gì thiếu khoảnh khắc đáng nhớ. Lễ trao giải Bắc Giang lần thứ 56, năm 2020 sẽ phát sóng trực tiếp trên GTBC vào ngày 5 tháng 6 lúc 16 giờ 50 phút giờ Hàn Quốc. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.